Thiên Ý mến chào quý khán giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, khu vực Trung Đông, nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine, khu vực Trung Đông và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Máy bay A-50U của Nga bị Ukraine bắn hạ. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị thân mến, theo truyền thông Ukraine cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử quân sự thế giới, máy bay cảnh báo sớm A-50U của Nga bị tên lửa bắn hạ. Vì sao máy bay cảnh báo sớm trên không ít bị bắn hạ? Kể từ khi máy bay cảnh báo sớm trên không AEW ra đời cách đây hơn 70 năm, chúng được cho là chưa bao giờ bị bắn hạ trên chiến trường. Người ta luôn tin rằng máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn sẽ không bị đối phương bắn hạ. Bởi bán kính trên sát của radar trên máy bay rất lớn, có thể giúp chúng hoạt động tốt ngoài tầm bắn của tên lửa đối phương. Ngay cả trong trường hợp đối phương sở hữu tên lửa tầm xa, cũng sẽ có tiếp cận được chúng. Việc máy bay cảnh báo sớm rất khó bị bắn hạ. Nguyên nhân chính liên quan đến tính năng chiến đấu và đặc điểm nhiệm vụ của nó. Máy bay cảnh báo sớm được trang bị radar cỡ lớn, lại được treo trên không, nên đã khắc phục được yếu tố do độ cong của trái đất giúp nó nắm rõ vùng trời rộng lớn trong phạm vi hàng trăm km. Do vậy, một khi máy bay chiến đấu của đối phương đi vào phạm vi trinh sát của radar, nó sẽ bị phát hiện. Có thể lấy máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay E-2C của Mỹ làm ví dụ. Radar trinh sát tầm xa của nó có phạm vi phát hiện từ 400 cho đến 480 km và phiên bản E-2D Advanced Hockey mới nhất được trang bị radar mãng pha APY9 có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly hơn 500 km. Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ, thậm chí còn mạnh hơn, sử dụng khung thân của máy bay chở khách Boeing 707-320B. Thời gian bay liên tục 8 đến 10 giờ ở độ cao 10.000 m và phạm vi phát hiện hiệu quả mục tiêu bay ở độ cao lớn tới cự ly 600 km. Có thể xác định và hiển thị đồng thời 600 mục tiêu trên không và hướng dẫn 100 máy bay chiến đấu của quân nhà đánh chặn. Tuyến đường tuần tra điển hình của máy bay cảnh báo sớm ở độ cao 10.000m là một dải dài khoảng 100km theo hình số 8. Cùng với phạm vi phát hiện của radar, bán kính vùng trời mà máy bay cảnh báo sớm có thể kiểm soát là 500-700km. Hiện tầm tấn công hiệu quả của tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar và máy bay chiến đấu của lực lượng không quân các nước phóng đi thân không vượt quá 100 km, dù nhiều tên lửa không đối không tầm xa, với tầm bắn lý thuyết xa hơn cự ly này nhiều. Do đó, máy bay cảnh báo sớm nhìn thấy máy bay đối phương đang tiếp cận cách xa hàng trăm km để chỉ đạo máy bay chiến đấu của mình đánh chặn chúng hoặc chủ động rời khỏi khu vực bị đe dọa cao tùy theo tình huống. Chỉ cần máy bay cảnh báo sớm trên không không tự sát và không đi vào tầm bắn của tên lửa phòng không tầm xa của đối phương, thì sẽ khó bị bắn hạ. Tuy nhiên, quy luật trên máy bay cảnh báo sớm không bị bắn hạ đã không còn đúng trên chiến trường Ukraine. Ukraine Form cho biết, vào tối ngày 14 tháng 1, một máy bay cảnh báo sớm A-50 và một máy bay chỉ huy không quân IL-22M của Nga bị trúng tên lửa trên biển Azov gần ở Bordeaux. Đây được xem là thông tin gây chấn động. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky cho biết, máy bay cảnh báo sớm A-50U của Nga bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot BAC-2 của Ukraine bắn hạ, trong khi máy bay chỉ huy không quân IL-22M có thể bị chính hệ thống phòng không S-400 của quân đội Nga bắn hạ. Nhiều tài khoản mạng xã hội Nga cũng đăng tải bài viết xác nhận vụ việc. Cho biết, máy bay cảnh báo sớm A-50U đã rơi xuống biển Aesop, trong khi máy bay chỉ huy không quân IL-22M phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Anapa sau khi bị trúng tên lửa. Nhưng có người bị thương trên máy bay. Hiện không có tin tức về việc máy bay cảnh báo sớm Anamio quay lại sân bay. Có khả năng nó đã rơi xuống biển. Ông Yuriy Masyakin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc phòng và Tình báo Vakupna Rada Quốc hội Ukraine, tiết lộ thêm chi tiết về hành động của lực lượng phòng không Ukraine. Khoảng 21 giờ 10 đến 21 giờ 15 tối ngày 14 tháng 1, một chiếc an của Nga bị tên lửa đất đối không bắn hạ trên bầu trời vùng Podias và biến mất khỏi màn hình radar. Tiếp theo sau là chiếc Il-22M chỉ huy bị trúng tên lửa và bị thương, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Anapa. Cố đội Ukraine đã theo dõi liên lạc vô tuyến giữa máy bay Il-22M bị nạn và nhân viên điều phối sân bay khi nó hạ cánh khẩn cấp, cũng như liên lạc vô tuyến tại sân bay Anapa để gọi xe cứu thương và xe cứu hỏa. Cô đội Ukraine tuyên bố máy bay cảnh báo sớm An-10U -E bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot BAC-2 bắn hạ. Đây là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho Mỹ sản xuất, có trận bắn tối đa 24 km, tầm bắn xa nhất đạt 160 km. Nếu Patriot BAC-2 được triển khai tại tiền tuyến tại khu vực Saborisia, về mặt lý thuyết nó có thể tấn công máy bay cảnh báo sớm A-50U -E đang bay trên độ cao hơn 10.000 10 m trên biển Aegean gần Perdians. Tuy nhiên việc tấn công máy bay cổ nga bay qua khu vực Gatch có phần khó khăn. Vì vậy loại vũ khí nào và lực lượng nào đã bắn rơi hai máy bay quân sự nga vẫn là điều bí ẩn. Hiện phía nga vẫn còn chia rẽ về việc máy bay cảnh báo sớm A-50U -E bị bắn hạ. Một số tài khoản trên mạng xã hội Telegram viết rằng rất đáng tiếc cho thảm kịch này, dường như ám chỉ. Máy bay cảnh báo sớm An-15U cũng vô tình bị trúng đạn bởi tên lửa đất đối không của Nga. Dựa trên nhiều nguồn tin khác nhau, sự cố trên còn có thể do hai cuộc tấn công vô tình bằng tên lửa đất đối không S-400 của lực lượng phòng không Nga. Đầu tiên là bắn rơi máy bay cảnh báo sớm A-50U, sau đó làm bị thương chiếc IL-22M. Một blogger của Nga viết rằng, Lỗ đạn nhiều đến nỗi đuôi cứng biến thành tổ ong bắp cày. Đây là lần máy bay chỉ huy không quân IL22M bị tên lửa đất đối không S400 bắn bị thương và phải hạ cánh khẩn cấp. IL22M rất xui xẻo, năm ngoái khi nổi loạn, quân quắc đã bắn rơi một chiếc IL22M. Một số blogger Nga đã phàn nàn Kể từ khi chiến sự bùng nổ do hệ thống phòng không quốc gia của Nga phối hợp và nhận dạng không đầy đủ, một số máy bay Su34, Su35 và Su30 cũng như trực thăng dường như đã bị lực lượng tên lửa phòng không của chính chúng ta tấn công. Đối với quân đội Nga, máy bay cảnh báo sớm A50U là loại vũ khí có giá trị cao nhất. Nếu vụ sự cố này là sự thật thì chiếc A50U này chính là máy bay cảnh báo sớm đầu tiên trong lịch sử của thế giới bị bắn rơi khi tham chiến. Nga có bao nhiêu chiếc A-50? Tất cả máy bay cảnh báo sớm A-50 đang phục vụ trong không quân Nga đều được sản xuất trong thập niên 1980 dưới thời Liên Xô. Tổng cộng, khoảng 30 chiếc A-50 đã được xuất xưởng, một số chiếc được Nga xuất khẩu cho Ấn Độ. Hiện nay, quân đội Nga còn khoảng 10 chiếc A-50 vẫn có thể bay bình thường, nhưng tính năng kỹ chiến thuật của chúng không mấy nổi trội do các thiết bị điện tử ra đời từ 50 năm trước thuộc kỷ nguyên bóng đèn điện tử. Hiệu suất chiến đấu của A-50 thấp và được cho là không phù hợp với chiến tranh hiện đại. Quân đội Nga có kế hoạch từng bước nâng cấp các máy bay cảnh báo sớm A-50 lên phiên bản A-50U mới nhất. Trong những năm gần đây, khi trung bình khoảng một năm, Nga lại hoàn thành nâng cấp một chiếc A-50U. Vì vậy, máy bay cảnh báo sớm chủ lực của quân đội Nga hiện nay là A-50U và họ hiện có 8 chiếc A-50U. Tất cả đều được tân trang và nâng cấp dựa trên A-50 cũ. Nguyên mẫu của máy bay cảnh báo sớm A-50U đầu tiên chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2014. Chiếc được nâng cấp lạc đầu tiên mang được đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2014. Chiếc mới nhất vừa được giao vào tháng 8 năm 2023. Theo một số thông tin, chiếc A-50U bị UAV của Ukraine tấn công tại căn cứ công quân Mstrelik của Belarus vào tháng 3 năm 2023, khiến phần trước của máy bay và anten radar bị hư hại. Chiếc A-50U vừa nghi bị bắn rơi là chiếc mang số hiệu 42 đỏ được đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2019. Số đăng ký RF-50610 có khung thân được sản xuất vào năm 1988 với thời liên xô. Tính đến nay đã 36 tuổi. Do nga gặp khó khăn trong việc sản xuất máy bay cảnh báo sớm A100 Presidential thế hệ mới, sử dụng radar mảng pha chủ động bằng tầng kép, nên A50U là máy bay cảnh báo sớm chủ lực và mạnh nhất hiện nay được biên chế trong quân đội nga. Máy bay cảnh báo sớm A50U không có radar mảng pha mà là loại radar LVP-M. Đây là phiên bản cải tiến của radar 3 tọa độ LVP-M cũ của A50, gồm thay thế máy tính analog bằng máy tính kỹ thuật số, màn hình cũ CTRA bằng LCD, thay một số bản mạch sử dụng bóng đèn điện tử sang mạch bán dẫn. Tuy nhiên, anten radar vẫn là phiên bản cũ, nên khả năng bám bắt mục tiêu vẫn chưa có nhiều đột phá. Vai trò của máy bay A-50U trong quân đội Nga Kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ, máy bay cảnh báo sớm A-50U của không quân Nga hoạt động rất bận rộn. Hiện quân đội của Nga triển khai 2 cho đến 3 máy bay cảnh báo sớm A-50U tại sân bay Takarov thuộc vùng Rostov và hai chiếc A-50U được triển khai dọc biên giới Belarus, chỉ cách thủ đô Kiev của Ukraine hơn 100 km. Ngay cả khi mất hai chiếc A-50U, thì công quân của Nga vẫn có thể sử dụng 3 cho đến 4 trong số 6 máy bay còn lại để duy trì chức năng cảnh báo sớm và chỉ huy trên không tầm xa ở chiến trường Ukraine, nhằm đáp ứng được yêu cầu tác chiến và khả năng sớm xuất hiện tiêm kích F-16 tại Ukraine, có khả năng không quân của Nga sẽ phải điều động số máy bay cảnh báo sớm A-50U được triển khai ở Viễn Đông hoặc Syria, hoặc nâng cấp gấp một số máy bay A-50 cũ trong kho để bổ sung cho lực lượng chiến đấu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.